sĩ Vân Quang Long đó, thì hôm nay chị tới đây để chị thắp nhang cho chú Vũ Linh. Thì chị cũng có chia sẻ một vài điều với anh em. Chị cũng dạng như là kiểu là chị là bên doanh nhân á, cho nên là chị cũng rất là ngại chia sẻ nhiều đó. Rồi bạn của ca sĩ Vân Quang Long đó cô chú anh chị. Nói đúng ra là cũng cảm ơn mấy anh tích đó chứ. Dạ. Những người ta đi không được, giống như những người già cả, anh ta đi đâu có được đâu. Dạ. Nãy có hai cô người ta mở TV lên ta xem, rất là hay á. Có nhiều bà con ở xa cũng đâu đến được đâu chị. Ta đến được là hay lắm rồi, mà ta đến cũng một lần thôi. Mà từ đây trong vòng 49 ngày đến em YouTube cũng đã chia sẻ những cái hình ảnh, những cái video về chú Vũ Linh cho những cô chú chị ở xa mình không tới được mình xem. Thì do chị nói là có nhiều cái comment nói anh em YouTube này kia, thì chị nói là tại vì cũng một phần là nhờ mấy anh em YouTube là tới đây để chia sẻ những cái hình ảnh của chú, để cho ví dụ như những người già họ không đi được, hoặc là ngay cả chị, nhiều khi chị không đến được thì chị cũng có xem những cái video về chú Vũ Linh đó, trên video của mấy anh em chia sẻ đó. Dạ em cảm ơn chị nha, chúc chị nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Trưa bây giờ là trưa 8 tháng 4 đó cô chú. Đó thì hôm nay là tảo mộ thì nhiều cô chú anh chị cũng tới đây lắm. Còn chị nói chị này là bạn của ca sĩ Vân Quang Long á, rất là đẹp luôn cô chú ha. Bạn của ca sĩ. Ủa chị tới đây dọn mộ hay sao anh? Đến đây chị cũng thắp nhang hả? Đèn cày nến đồ nằm mà không được ngay ngắn đó, chị sửa sang từ nãy giờ. Là chị tới chị thấy cái đèn cày với lại bàn của chú là kiểu như đèn cày không có được gọn gàng đó cô chú anh chị, cho nên là chị cũng sửa, chị cũng dọn dẹp lại cho nó sạch. Rồi chị mới qua đó chị ngồi nghỉ ngơi một xíu đó, thì bây giờ chị tới để mà chị dọn tiếp nè cô chú anh chị. Nó thật sự cũng rất là trân quý tấm lòng của chị luôn. Thì nếu như mà nói tới ca sĩ Vân Quang Long chắc cô chú anh chị cũng có biết đúng không? Đó thì chị cũng tới đây, em như không biết là chị, em thấy chị không biết là có tới đây lần nào chưa, mà em thấy rất là quen luôn, nhưng mà không biết là đã tới lần nào hay chưa. Đó, hôm nay chị tới thì chị cũng đang sáng giờ em nghe mấy anh em chia sẻ là chị cũng dọn đèn cày rồi nè, dọn bên cái bàn của chú nè, rồi dọn đèn cày lại cho nó gọn gàng đó. Bây giờ chị tiếp tục tới chị dọn nữa đó. Thật là rất là quý tấm lòng của chị. Chị là từ ở bên Bình Tân qua đó cô chú anh chị, ở Bình Tân xuống dưới đây. Mà không biết là hoa này là phải chị đem xuống hay không, hay là ai đem xuống thì không biết. Giờ chị đi vòng vòng vào bên trong để chị dọn tiếp nè cô chú nè. Đi vào lấy cái gì đây nè. Chị lấy khăn giấy ra để mà chị dọn dẹp tiếp. Thì nãy em tới thì em cũng chưa có biết chị là ai đâu, nhưng mà thấy chị rất là nhiệt tình đó. Thì mấy hỏi mấy anh em thì mấy anh em nói là bạn thân của nghệ sĩ Vân Quang Long. Rồi bây giờ chị lau cái mấy cái bụi ở dưới nè cô chú anh chị, mấy cái bụi của tàn nhang rồi đó. Lau lấy khăn giấy lau sạch hết. Tại vì chị cũng làm bên kinh doanh á, chị thì chị cũng ngại á. Cũng không có muốn nha, kiểu cũng không ngại chia sẻ nhiều á, thì tụi em cũng chỉ cập nhật như vậy thôi chứ cũng không có hỏi sâu và quá, nhiều khi ảnh hưởng tới cuộc sống của chị. À, trời ơi chị dọn à, rất là thương luôn á cô chú. Đó, hôm nay là đại lễ cầu siêu nè, hôm nay chị cũng tới đây để mà tảo mộ, sẵn thì cũng dọn dẹp luôn. Đó, thì cũng cảm ơn cái tấm lòng của chị rất là nhiều. Rồi, đây là gia đình tới đây để tảo mộ nè cô chú nè. Trời ơi, đem quá chừng đem bạc đồ theo luôn. Uống cà phê không? Da cô đẹp thiệt mà, hồng hào thiệt. Có ai biết? Đẹp hơn da của con luôn rồi đó. Thảo, dạ. Biết cô này là ai không? Ai quen người ta? Người sĩ Trang Bích Liễu. Vợ của chú Thanh Tú á. Đó là cũng đó là bà chị của cô, cái tiệm Trang Trang Vĩnh Liễu. Sao mà ba chị em cũng mặc giống nhau không? Ba chị em mà được mà. Dạ, chín người đó con. Trời ơi, đem má chừng đồ ăn vô đây luôn. Chín người này cũng dạ, hôm nay là thanh minh dạ. Rồi chiều nay mình có ở lại để dự lễ không? Gia đình về đó, cái cô đó lợi. Cô. Tại vì lãnh đạo mời lợi. Mình có thiệp mời nhé cô. Chiều nay là gia đình về, còn cô ở lại là cô có thiệp mời bên lãnh đạo mời ở lại với cô chú chị. Mời ở lại. Chiều
về một lượt với cô của vợ tên Sang. À vợ. Thưởng cô là đi về một mình đó. Đâu có. Đi về chung theo cũng là nghệ sĩ á. Bữa nay có cái đại lễ này thì tụi cháu mới biết được mấy cô vợ của chú chứ không có chắc cũng không biết đâu. Cũng có cũng nhờ vậy mà bà con mới biết được. Vũ Linh nó chết á, cô bệnh cô không lên nhanh được. Dạ. Nay sẵn lên cúng cho tú rồi lại qua đốc nhang cho nó. Cô 76 tuổi rồi mình, đẹp lừng lẻo ha, đẹp lão, đẹp lão lắm luôn, da dẻ. Trời. Cô này da lão. Cô này da này hồng luôn nè. Để Út và em Út cô. Dạ em Út, dạ. Giống giống này thì giống giống nhau. Cô mới hỏi là mấy anh uống cà phê hay gì cả. Đẹp hay uống cà phê chứ. Cô là 65 tuổi đời. Trời đất ơi. Tuổi Vũ Linh á. Dạ, đây là cô này bằng tuổi của chú Vũ Linh luôn. Dạ. Cho cái tăng luôn. Cô này chị chỉ là cô này lớn tuổi hơn cô. Lớn hơn cô 2 tuổi. Vậy là cô này là 80 cho. 78. 79 rồi đó hả? Sinh năm 43. Có tin không bà con? Không tin được luôn á, con không tin được. Hồng hào. 80 rồi mà còn vậy nè. Cho con xin bí quyết. Cho con xin cái lọc cô, cái lọc. Cho con xin cái lọc. Dạ rồi cô. Cái lòng mong muốn là để dành cho con già giống cô mà da cô da gan vậy nha, đừng có nhăn nheo gì hết. Hôm nay tẩm mộ này mấy cô đem cũng đồ ăn đồ tới. Cảm ơn mấy cô ha. Dạ con cũng cảm ơn mấy cô nha, con chúc mấy cô nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn mấy cô. Kiếm tiền nuôi gia đình. Rồi thôi mình đi cho cô ăn gia đình cô nghỉ ngơi. Dạ. Cảm ơn cô, bye bye cô. Dạ. Cùng với gia đình đó thì đây là cô chú anh chị, đây là nghệ danh Thanh Tú nè cô chú. Gia đình cũng đang cúng đây từ hồi sáng tới giờ, cũng tới đây để mà dọn dẹp mộ nè, rồi rửa mộ rồi sạch sẽ hết, rồi tới đây đem đồ ăn rồi tới, đem bạc rồi tới, rồi con cháu trong gia đình là tới đây hết luôn đó. Thật sự là cũng rất là đấy, cô chú anh chị xem nè đó, cả gia đình đem bạc tới trải ra rồi ngồi ăn uống ở đây. Chiều thì gia đình sẽ về, còn cô thì sẽ ở lại để mà dự tiệc, tại vì bên ban lãnh đạo có mời đó cô chú anh chị, đi cả nguyên một gia đình luôn. Cái đó là gia đình của nghệ sĩ Thanh Tú đúng không? Đúng rồi. Cô đó là vợ. Cái cô áo trắng là cô vợ đó. Cái cô đang nói chuyện điện thoại là vợ của nghệ sĩ Thanh Tú. Còn cái gì đó là hai, em Út. Còn cái gì ngồi ghế là chị đầu. Là chị thứ hai. À rồi, đó thì cái cô áo trắng là vợ của nghệ sĩ Thanh Tú đó cô chú anh chị. Nếu mà thật sự là hôm nay thì cũng như mấy cô tới đây mới biết, chứ còn nếu mà không thì chắc tụi em cũng không thể biết được luôn á. Đó. Đó thì sáng nay đông ha. Tảo mộ này nè. Là quá chừng luôn, bà con tới hầu như là chỗ nào cũng có gia đình tới hết á. Chú Văn Tú chú được gia đình cúng những cái quá là nhiều đồ ăn luôn. Thì đó. Ơi, trái cây bánh mì, thịt vịt nè, đó. Có đem giấy tiền vàng bạc đồ tới đây luôn á cô chú anh chị. Đây thì đây là mấy cái mộ này là hôm qua giờ cũng đã dọn dẹp. Em thấy người nhà cũng có tới từ ngày hôm qua tới giờ để dọn dẹp rồi. Đó thì bên ra trong là sang. Ở đây thì bà con tới cũng nhiều nè. Có cái cô kia chân bị xa mà phải chống nạn đi đó, nhưng mà vẫn tới đây để mà thắp nhang cho nghệ sĩ Tú Vũ Linh. Thì thật sự cái tình cảm này rất là đáng để mà ráng trân quý luôn đó cô chú. Đó chân đau phải chống nạn đi luôn nè mà vẫn qua đây luôn. Đó. Xe hơi đồ cô chú anh chị xem nè. Chân đau hả cô? Cô ở đâu lên đây vậy? Dạ, ở Bầu Bàng, chân đau của chú anh chị mà cũng qua đây, cũng lên đây để thắp nhang luôn. Đó, cô chú anh chị thấy xe hơi không? Từ sáng tới giờ là xe ra vào liên tục luôn. Rồi mấy cô này thì cũng ở Bình Dương tới nè, rồi bây giờ cũng thắp nhang xong rồi cũng ra đây ngồi để nghỉ ngơi một xíu. Đó, và chiều nay là có đại lễ đó cô chú. Cho nên là hôm nay trong này thì chỗ nào cũng có bảo vệ rồi hết. Tại vì đông á, cho nên là phải giữ trật tự rồi xe cộ rồi này kia, cho nên phải dẹp xe á. Sợ là nó kẹt xe á, cho nên là bây giờ chỗ nào cũng có bảo vệ đồ canh gác rồi hết. Tại vì nhiều khi cũng có một vài thành phần
trà trộn vô kiểu vậy á, tại vì đông quá mà mình đâu có tránh khỏi được cái trường hợp đó đâu. Đây là xe 16 chỗ nè, đi nguyên một đoàn luôn đó. Từ ở Vĩnh Long lên luôn. Ở Vĩnh Long hồi sáng thì em thấy có xe kia là ở Đồng Tháp nè, rồi đây là xe ở Vĩnh Long đó. Thì ở trong này thì cô chú anh chị xem mà xe cổ trong này chạy ra nè, vào mộ bên trong gia đình ở trong này á đó, đông lắm. Hồi sáng em cũng có quay một cái clip mà Tiết Thanh Minh rồi người nhà họ đi thắp nhang, đi rửa mộ á, thì em cũng sẽ up lên cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó thì gia đình của nghệ sĩ Thanh Tú đó cô chú. Bây giờ cúng xong rồi em thấy như cũng giờ cũng chắc cũng đang đốt với tiền vàng bạc quá đó. Thì cô nói là lúc mà vợ của chú Thanh Tú nói là lúc mà chú Linh mất là cô bị bệnh thì cô cũng không có tới được. Thì hôm nay sẵn tới đây tảo mộ rồi Tiết Thanh Minh thì cô tới ghé thắp cho chú một nén nhang. Gia đình đi cũng rất là đông. Thì hồi nãy thì ở trong đó thì có clip trước em cũng có chia sẻ là bạn của ca sĩ Vân Quang Long đó cô chú anh chị. Tới đây để mà thắp nhang rồi sau đó cũng dọn dẹp lại đèn cầy rồi bàn của chú cho nó sạch sẽ. Rồi chị cũng có chia sẻ là chị cũng rất là yêu quý chú, và chị thì làm bên kinh doanh cho nên cũng ngại á, cũng ngại chia sẻ rồi này kia. Thì chiều nay có đại lễ mà khi mà người trong đó cho quay thì em cũng sẽ vào quay để cập nhật cho cô chú anh chị mình xem ha. Tại vì bây giờ là bên trong thì đang tất bật chuẩn bị chưa có xong á, thì quay thì nó cũng nhiều cái nó sợ nó không có hay, thì đợi xong xuôi hết đâu vào đó chỉnh chu hết tất cả. Khi mà có sư thầy rồi tới á, hoặc là có đại lễ có cái chương trình tiết mục gì á thì em cũng sẽ quay cập nhật. Thì cũng hy vọng cô chú anh chị xem video thì cho em xin một like cũng như là một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha. Thì chúc cả nhà có một buổi trưa thật là vui vẻ, luôn luôn bình an và hạnh phúc ạ. Thì em sẽ kết thúc video này tại đây và em sẽ cập nhật clip tiếp theo. Thì cô chú anh chị mình cho em xin một like cũng như là một lượt chia sẻ nha. Bye bye tất cả mọi người ạ.